Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì tiếp tục với series mua hàng trên mạng, thì hôm nay sẽ là một sản phẩm mình mua trên Lazada. Đó là một mic karaoke Magic SD10. Loại sản phẩm này thì có giá là khoảng 400 nghìn, được bán trên Lazada. Link mua hàng mình có để bên dưới, các bạn có thể click vào đó là tham khảo nha. Đây là chiếc mic của chúng ta, mic màu đồng. Đầu này thì kết nối vào Bluetooth và âm thanh nó có thể nói là cực kỳ lớn so với kích cỡ của nó. Cầm thì cũng khá là đầm tay á. Kiểu dáng thì theo mình là cũng khá đẹp. Đây chúng ta sẽ có những cái phím bấm chức năng up on nè. Những cái phím như là play hoặc là thu tới lui. Phía trên hai cái nút bự ở trên đó thì là một cái nút echo và một cái nút Nhưng mà volume là nút nút gì? tổng. Nhìn chung thì chức năng của nó cũng khá là đơn giản, có thể dễ dàng để các bạn có thể làm quen với nó ngay từ đầu. Chỉ cần bỏ ra một ít thời gian chúng ta có thể làm quen với cái mic này. Và trong cái link bên dưới thì có rất là nhiều cái mẫu mic khác. Mẫu mic này là 400 và còn những cái loại mic Nghe rẻ nó là hơn. game. Nếu các bạn có tiền hơn thì các bạn bù thêm 100 nữa, các bạn mua mic của Ariane thì mình nghĩ sẽ là hay hơn. Bài gì phải liên lần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử chất lượng âm của chiếc mic này nhé. Lấp lánh chân trời như sao, miền biên giới xanh hà xương đóng các cành lá, từ nơi biên tới núi cao người qua chân du, lắng nghe tiếng cô mẹ ai quá tại chân du. Rừng hay lá bao buồn, đoàn quân chiến đấu xa lạ, mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao tàn lao ngày tháng, trường sơn hay nơi đảo xa, đón chúng con xin quý thiên, chúng con lo chung bên mẹ, ngày đêm những bước trong đoàn. Gọi đời ta gần dáng núi sông, tiếng ru của mẹ chúng con đi qua theo nước dòng, chẳng chứa mặn tình non nước chẳng bao giờ phai. Như các bạn đã thấy thì mặc dù nó rất là nhỏ về cái mặt kích thước, nhưng thực sự là chất lượng âm của nó cực kỳ lớn so với kích thước của nó. Với một phần nữa là cái mic này đặc biệt là nó sẽ không có hú các bạn, mặc dù cái loa nó nằm gần rất là gần với cái mic, nhưng các bạn hát sẽ không có hiện tượng là bị hú hay là gì hết, rất là tuyệt vời. Và link mua các sản phẩm này thì mình có để bên dưới phần video mô tả, các bạn có thể click vào đó xem và tham khảo mua nhé. Cái này như có ghi âm vậy á, có không? Không biết âm không anh đi đập cái này nè, cái cơ so rồi ghi âm nè, mà ghi âm bài hát cho coi, mà chắc có không, thấy lúc nào như vậy. Và sản phẩm này thì ở ngoài vỏ thì nó có ghi là có thể là ghi âm được bài hát, nhưng trên cái phím này thì mình không không biết là ghi âm kiểu gì được nữa. Cái này thì mình thua rồi, các bạn cái nào mua về có ghi âm được đó thì chia sẻ với mình nhé, mình thì không biết cách ghi âm như thế nào luôn.
Mẹ Việt Nam mặt người san quá, nghe đâu đây tiếng giọng hòa bình. Đèn đèn nhỏ đôi mắt long lanh, nghe tiếng con bấm con ngày xưa. Rồi và video đến đây là kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.